Dạ, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Shop Đầu Câu Nhật Bản Bình Định xin được giới thiệu với mọi người video số là 439 ạ. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với mọi người một cái lô cần gồm có là 18 cây chất liệu carbon cả nha mọi người. Có cái chiều dài là từ 2,5 m đến là 5,4 m. Và cần ngày hôm nay gọi là cần ISO, dạng ISO khen lớn và ISO khen nhỏ. Kiểu này gọi là cần tay trở máy nha mọi người. Thích hợp cho khách chúng ta câu ghe, câu bè hoặc là chúng ta có thể câu lua, đánh lăn xê, đánh lục bền, câu hanh, câu giò, những cái cây cần ngọn mảnh. Và giá em báo trong video này thì chưa bao gồm phí ship, và bên em có ship code toàn quốc và phí ship của mỗi đơn đối với cần là 40.000 ạ. Khách nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Và khách có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với shop thông qua số điện thoại là 0974088309 ạ. Thì đầu tiên xin được giới thiệu với mọi người cây số 1 ở đây em có này. Cây số 1 này là một cây cần của Olympic, chuôi của cần như thế này nha. Cần của Olympic đây. Cây này thì cái giống bên ngoài nó không được đẹp lắm, bây giờ nó có lớp keo phủ bóng bên ngoài, nó có màu vàng, lâu ngày nó bị ngã màu nha mọi người. Với nó có sờn, đây, nó sờn xước như vậy. Cái lớp keo phủ bóng này, cần của Olympic đây. Tem của cần đây, tem của cần nó bị rách nhẹ một điểm. Bát là bát gập Fury FF7. Cái điểm này nó bị bong tróc, có lớp keo phủ bóng bên ngoài này đây. Nó còn một lớp keo bóng bên ngoài như thế này nữa, thì lâu ngày nó bị bong ra. Nó tróc sơn thì cũng không có tróc sơn gì nhiều lắm, nhưng mà chủ yếu là nó có lớp keo phủ bóng nó bị ngã màu. Và khuyên của cần là khuyên Fury cả. Thì cây số 1 này có chiều dài theo thông số là 3,3 m, nhưng mà cây này có chiều dài thực tế là 3,2 m nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 10 cm. Khuyên thì tất cả đều là khuyên Fury, có tổng cộng là 5 khuyên. Ngoại hình giống bên trong đây, cái phần này giống ngọn của cần như thế này nha. Cây này giống ngọn thì nó có trầy xước nhỏ nhỏ thôi, không có trầy xước thì nhiều lắm. Đây là giống thứ hai. Giống thứ hai thì có vẻ hơi bị phai màu, cái nước sơn một tí với bị bám bẩn này. Giống thứ hai tính từ ngọn tính ra nó có trầy xước nhẹ này. Còn đây là giống thứ ba tính từ gốc ở ngọn tính vào nha, tức là giống thứ hai tính từ gốc tính vào. Thì giống thứ hai có sờn xước cũng tương đối nhiều nha mọi người, cây này nó sờn xước nhanh, xước nhỏ nhỏ giống thứ hai này. Đấy, giống thứ hai thì nó có xước cũng tương đối nhiều. Dài 3,2 m, cần của Olympic ạ. Trời xước cũng tương đối. Cây này thì cái giống bên ngoài với giống thứ hai là có trời xước. Thì cây số 1 này dài 3,2 m, khi rút về còn lại là 98 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.2, nặng là 243 g, ngọn có độ lớn là 2.1 ly. Thì cây này cứng tầm 6 đến 7 h. Và cây số 1 này có giá là 460.000 ạ. Tiếp đó là cây số 2. Cây số 2 ở đây em có là một cây cần cũng kiểu giống như kiểu là cây số 1, nó là cây ISO khoen khoen lớn, cần của Shimano, chuôi của cần như thế này. Tem của cần tem đây. Đây. Dài 3,6 m, có độ cứng là 15. Thì cây này có chiều dài thực tế em đo được là 3,5 m. Cây này cũng hạ ngọn một khoảng là 10 cm ạ. Bát của cần là bát gập Fury. Cây này cũng có sờn thế này nha mọi người, nó sờn lớp keo phủ bóng bên ngoài. Tróc sơn thì cũng không có điểm cho tróc sơn gì nhiều lắm, chỉ là có sờn. Sờn do va chạm, do kéo giống rồi, do quá trình sử dụng thế này. Và khuyên của cần, khuyên của cần là khuyên Fury cả, có tổng cộng là 5 khuyên bao gồm cả đầu bu luôn nha. Dài 3,5 m. Cây số 2 là một cây cần của Shimano, dòng Shimano Holiday Spin ạ. Đây, ngoại hình giống ngọn, giống ngọn thì ok, là ok, không có trời xước gì đáng kể giống ngọn cả. Còn đây là giống thứ hai tính từ giống ngọn tính vào. Đây, giống thứ hai thì có sờn nhẹ. Giống thứ hai. Còn đây là giống thứ ba tính từ ngọn tính vào, tức là giống thứ hai tính từ gốc tính vào, nó cũng có một vài điểm sờn thế này nha mọi người. Đây. Cái này thì nhìn chung thì ngoại hình cũng có trầy xước nhưng mà nhìn cũng không có nhiều lắm. Đây là ngoại hình giống thứ hai như thế này. Và cây số 2 này dài 3,5 m, khi rút về còn lại là 100 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 19.7,
nặng 219 g, ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Thì cây này cứng dao động tầm khoảng là 6H, cũng dao động 15, cứng 15 thì 6H. Hai cây số 1, số 2 thì cứng, có độ cứng cũng ngang nhau. Và cây số 2 này có giá là 600.000 ạ. Tiếp đó là cây số 3. Cây số 3 ở đây em có là một cây cần kiểu dòng cần xúp lở như thế này nha, dài 3m9, chu của cần thế này, cần ISO khen lớn cả. Cây này thì phần gốc của cần nó không được đẹp, cái phần gốc này nó có bị bong cái nước cái lớp bóng keo bên ngoài như thế này, một vài điểm thế này nha. Cần của Suzumi, cây này là một cái cần của Suzumi. Suzumi là một thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật của mọi người, Made in Korea đây ạ. Tem của cần, tem xúc của cần, chui của cần đây. Cái phần chui thì nó cũng bị bong tróc cái nước sơn thế này. Cái này thì cái phần gốc nó có trầy xước. Dài 3m9, bát của cần là bát gọc Fury FS7. Cần của Suzumi SZM là kiểu là một cái viết tắt của thời Suzumi nhé. Khoen của cần đây ạ. Cái này khoen của cần cũng là khoen Fury cả, có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Ngoại hình giống bên trong. Cái này thì cứng dao động khoảng 20 nhé, 15 đến 20 bên cần, cần lục. Cái này là nó phối màu chứ không phải là ngọn trắng nha mọi người. Cái này là phối màu, ngọn carbon nhau, phối cái màu trắng với màu xanh. Thì cây này những cái giống bên trong thì khá là ok, trời xước rất là nhỏ, giống bên trong thôi. Chỉ có giống bên ngoài, cái phần cuối gốc thì nó không được đẹp thôi. Đây. Dài 3m9 thì cây số 3 này có chiều dài thực tế của cần cũng là 3m9 nha. Cái này thì không có bị hạ ngọn, có trầy xước nhỏ nên giống thứ hai thế này thôi, một vài điểm nhỏ li ti thế này. Đây có điểm này. Giống này phần cây thứ ba này phần gốc nó không được đẹp một tí. Thì cây số 3 này dài 3m9 khi rút về còn lại là 110 cm ạ. Vị trí giữa bát với gốc thì cây này cách nhau 65 cm. Gốc có độ lớn là phi 23.4, nặng 380 g. Ngọn có độ lớn là 2.4 ly. Cây này cứng dao động khoảng 15 đến 20 bên cần lục nha mọi người. Cây này thì khách chúng ta có thể đánh liên xê hoặc đánh lục gần bờ, lục đánh lục bền. Và cây số 3 này có giá là 650.000 ạ. Tiếp đến là cây số 4. Cây số 4 ở đây em có là một cây cần ISO khoen lớn thế này, chui của cần đây. Cái này thì cái màu sơn của nó là kiểu là màu xanh đen, phối xanh đen thế này. Phần gốc là màu đen. Cái này phần gốc thì có bám bặn nhị thôi chứ không có bị trầy xước cái nước sơn luôn ạ. Cái này cái phần gốc thì khá là ok. Bát vàng, bát Fury, bát vàng. Điểm này thì có tróc sơn cái lớp keo phủ bên ngoài này. Đây, tem của cần đây. Và cây này là một cây cần của Olympic. Đây, dòng Olympic ạ. Được sản xuất ở Hàn Quốc xuất Nhật. Dài 5m3, ngọn số 5 ạ. Cái này ngọn số 5 nha, dạng ngọn lớn, có ISO khen lớn ngọn số 5. Cây số 4 thì cây này có chiều dài thực tế của cần là 5m1 nha. Cây này thì hạ ngọn một khoảng là 20 cm nữa. Rồi nó khá là lớn ngọn, khá là đanh. Và khoen của cần, khoen của cần là khoen Fury, có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen, bao gồm cả đầu bung. Ngoại hình giống bên trong. Này, cây này thì ngoại hình giống bên trong khá là sáng cần, trầy xước rất là nhỏ. Cây này thì ngoại hình khá là ok. Ngọn số 5, cây này thì ngọn dòng ngọn lớn, hạ ngọn một phần. Thì cây này có cái kiểu thiết cái màu sơn của cần hạ thiết kế kiểu như thế này nha mọi người, hai màu khác nhau này, không phải là nó bị lai gì cả nha. Tại vì ở bên ngoài họ phủ thêm một cái lớp sơn phối màu xanh khác nữa. Thì cây này màu sơn, một lớp sơn bên trong, nguyên bản bên trong là màu xanh dương, còn màu sơn phủ bên ngoài là màu xanh lá cây. Đây, nếu khách không nói thì đây là có một điểm nó bị bong, có nước sơn màu xanh này, lá cây nó xanh rêu bên ngoài rồi thì nó sẽ lộ ra nước sơn màu xanh dương bên trong. Thì họ phô hạ thiết kế như vậy. Dài là 5m1, cây này có chiều dài thực tế của cần là 5m1, khi rút về còn lại là 100 cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 25.5, nặng là 447 g. Cây này vị trí giữa bát với gốc cách nhau là 40 cm, và ngọn có độ lớn là 2.2 ly. Cây này cứng tầm 6 đến 7 h nha. Và cây số 4 này có giá là 850.000 ạ.
Tiếp đến là cây số 5. Cây số 5 ở đây có là một cây cần của Hàn Quốc như thế này nha. Cây này dài 3 mét như thế này, chuôi của cần đây ạ. Cây số 5 có một điểm tróc sơn rất là nhỏ thôi, rất nhỏ, phối tróc sơn phụ nhám ở phần cuối gốc. Cái này cái điểm này nó bị sờn nha, đây, những bám bám bận của nó hơi có sờn cái lớp kia phủ bên ngoài. Bát gặp bát Fury FS6, cái này thì vị trí và bát với gốc thì cách cũng không xa lắm. Một cái cần của Expensi Marine, cần Marine là dòng cần của Hàn Quốc nhé. Có sờn lớp kia phủ bên ngoài, cái này nó sờn như thế này nha. Sờn do quá trình sử dụng nó có sờn thôi. Tróc sơn nhỏ, đây có sờn điểm thế này. Nó sờn do lớp kia phủ bóng thôi. Thì cây số 5 này dài 3 mét, chiều dài thực tế của cần cũng là 3 mét nhé. Khoen của cần đây, tất cả đều là khoen Fury cả. Có tổng cộng là 5 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Ngoại hình giống bên trong. Những cây này thì có độ cứng dao động khoảng là 15. 15 là tầm khoảng là 5-6H. Thì giống bên trong nó có trà sữa cũng nhỏ thôi, chủ yếu là một vài vị điểm nó còn sót bám bọng với nó có sờn nhị. Đây là giống thứ hai, cây này chỉ có 3 giống thôi nha mọi người. Dài 3 mét bao gồm 3 giống. Cây này thấp cho có thể luôn, khá là ok. Cần rút, cần luôn. Các carbon cây này cứng hơn khoảng là 15. 15 lên bên cần khúc nha. 30. 6-7H bên cần, tầm 6H bên cần tay. Thì cây số 5 này dài 3 mét, khi rút về còn lại là 110cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 19.6, nặng 166g. Ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này cứng bên 15 bên cần khúc, mà nếu tính vào cần tay thì tầm khoảng 6H bên cần tay. Thì cây số 12 này có giá là 620.000 ạ. Cây số 5, cây này có giá là 620.000 nha, cây số 5 anh nhờ. Tiếp đến là cây số 6. Cây số 6 ở đây em có một cây cần lua nha. Cây này là một cây cần của anh Lmax, một cây thương hiệu của Hàn Quốc xuất Nhật. Góc của cần đây. Cây này góc thì được bọc với xốp cũng khá là mới. Cái này nó bám bọng nó hơi sờn nhẹ nhẹ thôi. Có xước. Xước nhẹ lớp keo phủ bóng. Bát vặn, bát cây này là bát hãng vặn nha. Với xốp này. Đây, thông số cần lua dài 3 mét. Lmax đây này. Có tài xước nhỏ. Cái này thì khoen của cần. Cái này khoen của cần là khoen Fury nhé. Bát bát vặn là bát hãng, nhưng khoen của cần là khoen Fury. Có tổng cộng là 2, 4, 6 khoen, bao gồm cả đầu bu luôn ạ. Cái này giống bên ngoài nó có sờn nha mọi người. Đây có một điểm sờn xước nè. Sờn xước nhỏ. Ngoại hình giống bên trong. Cái này luôn 16 là bao cứng ML, nhưng khá là đanh cần luôn ạ. Cũng bao gồm có 3 giống. Giống bên trong thì có bám bận nhỏ nhỏ với nó sờn nhị thôi. Cái này sờn xước cũng không nhiều lắm. Khoen thì có hai cái khoen cuối này. Cái lấy nước sơn, cái nó lấp cao su này có vẻ nó hơi bị phai màu này. Đấy. Có tổng cộng là 6 khoen, bao gồm cả đầu bông. Thì cây số 6 này dài là 3 mét, thông số cần dài 3 mét, lua mồi là 28 gram, tải dây là 8 đến 16 lb, tầm khoảng là 6 kg là khá là ok nha mọi người. Tải dây sức kéo của cầu của cần 6 kg, có độ cứng tương ứng với cần lua là ML, cuối M, cái này có độ cứng là ML cuối M nha, cuối ML đầu M rồi, M. Và cây số 6 này dài 3 mét, khi rút về còn lại là 110cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 17.3, nặng là 198g. Ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Và cây 16 này có giá là 550.000 ạ. Tiếp đó là cây số 6 có giá 550.000. Tiếp đó là cây số 7. Cây số 7 ở đây có cũng là một cây cần lua nha. Cây này phần gốc của cần là cũng được bọc mút xốp như này, nhưng mà nó có hơi bị bám bận, nhìn nó không được sáng cái mút xốp một tí. Còn điểm này thì khá là ok, và số không rất là nhỏ. Bát của cao là bát vàng, bát hãng, bát Fury vàng thế này. Cái này là bát Fury nha. Điểm này thì nó bị bám cái ngã màu này, nó bám bận cái lớp keo bao quấn, nó còn dính sót lại.
Cái này cũng có dài là 3 m, cái độ cứng là M. Cái số 5 lúc nãy cũng cứng, cứng và đầu còn lại cũng còn M nha mọi người. Đầu M. Khuyên của cần đây, có tổng cộng là 4 khuyên, bao gồm cả đầu bung. Cái này họ thiết kế ít khuyên thôi, ngọn khá lớn đó. Đây, ngoại hình giống bên trong. Cái này giống ngọn khá là ok. Còn giống thứ hai thì có hơi bị pha cái màu như thế này, mà pha màu cái loại gọi là cái lớp sơn phủ bóng bên ngoài, cũng có hơi sơn tróc nhỏ nhỏ một điểm nhẹ đó. Đây, tróc sơn nhẹ. Bao gồm có 3 giống khuyên của cần là khuyên Fury cả nha mọi người. Có điểm xước, sờn xước bên này. Dài 3 m ạ. Thì cây số 7 này, cây này là một cây cần có tên Gravis nha. Dòng này dòng của Hàn Quốc nha mọi người. Sơn nước mặn này, chúng ta có thể lua biển lua nước mặn. Và cây số 7 này dài 2, cây này có chiều dài thực tế của cần là 2m85. Khi rút về còn lại là 110 cm. Cái này hạ ngọn một khoảng là 15 cm nên cái độ cứng của nó cứng M hơn M nha. Ok, cái này người ta có thể luôn lắp. Ok ạ. Và khi rút về còn lại là 110 cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 15.6 làm đa ống cần nha mọi người. Và nặng là 197 g. Ngọn có độ lớn là 2.7 ly. Cái này có độ cứng M hơn M một tí. Tải mồi tầm khoảng là 30 g và tại dây tầm 20 đến 25 lb nhé mọi người. Và cây số 7 này có giá là 520.000 ạ. Tiếp đến là cây số 8 ạ. Cây số 8 ở đây em có cũng là một cây dài, cây ISO khen lớn thế này. Cây này này thì dài 2m7, chuôi của cần đây. Cây này thì cái phần mũi xốp ở điểm này nó không được đẹp nha. Cây này thì khách chúng ta về có thể dùng dây chúng ta buộc lại hay dùng băng keo buộc lại. Lâu ngày cái nó bị bong cái hạt mũi xốp này ra nha. Mũi xốp này nó bị bong ra, bị rớt những cái hạt nhỏ li ti ra. Và cây này là một cây cần của Marine. Marine là dòng của Hàn Quốc ạ. Dài 2m7, có độ cứng là 15. Bát của cần là bát gập nha, bát gập Fury như thế này. Thì cái này ngoại hình nó cũng không có bị trầy gì nhiều, nhưng mà nhìn vào thì nó hơi bị tối cái cần, bởi vì cái màu sơn của phủ bóng của cái cần này có vẻ nó cũng bị ngã màu rồi nha mọi người. Một vài điểm nó bị bong luôn cái màu, cái lớp sơn phủ bóng bên ngoài, lâu ngày nó ngã màu. Và khuyên của cần thì cái này là khuyên của cần là khuyên hãng nhé. Cái này thì có 2 khuyên đầu tiên là khuyên hãng, còn 3 khuyên còn lại là khuyên Fury. 2 khuyên vào đầu bu thì là Fury. Có 2 khuyên cái, 2 khuyên đầu tiên là khuyên hãng. Ở đây. Và giống ngọn thì cái này có tổng cộng là 5 khuyên. Giống ngọn có điểm này bị tróc sơn này, điểm dần khuyên tróc sơn này. Cũng có 3 giống. Đây, điểm này của tróc sơn nha. Dài 2m7. Điểm thứ hai tróc sơn. Giống thứ hai thì cũng có một vài điểm nó tróc sơn nhẹ. Cây số 8. Cây số 8 này thì dài 2m7, khi rút về còn lại là 100 cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 19, nặng là 172 g. Ngọn có độ lớn là 2 ly. Thì cây này cứng 15 theo thông số của cần nha. Đâm khá là đâm cần. Và cây số 10, số 8 này có giá là 380.000 ạ. Tiếp đến là cây số 9. Cây số 9 thời đêm có cũng là một cây dài 2m7. Cây này là một cây cần của hàng Trung nhé, Bromerai, cần của hàng Trung. Chuôi của cần đây. Cây này thì ngoại hình khá là sáng cần Bromerai như này. Bát gặp bát hạng. Khuyên là khuyên hạng nhé. Cây này thì khuyên hạng. 2, 4, 6 khuyên bao gồm cả đầu bông, tất cả các khuyên đều là khuyên hạng. Ngọn, cái này ngọn mảnh, ngọn dẻo nhé. Chúng ta ngọn dẻo chúng ta câu cảm giác được. Ngoại hình thì cây này khá là sáng cần. Chất liệu là chất carbon cả nhé mọi người. Và cây này là một cái cần của Bromerai, cần của hàng Trung xuất Nhật. Dài 2m7. Thì cây số 9 này dài 2m7. Khi rút về còn lại là 80 cm ạ. Góc thì có độ lớn là phi 21, nặng là 140 g, ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cây này cứng 15 theo thông số của cần. Và cây số 9 này có giá là 350.000 ạ. Tiếp đó là cây số 10.
Cái số 10 ở đây em có là một cây cần Olympic dài 39, có độ cứng là 50 như thế này. Chui của cần. Cây này thì kiểu chắc của cần carbon sánh và vòng chìm như thế này nha. Olympic, cần Olympic. Bát vàng ạ. Cây nó cần dài 39. Thì cây số 10 này có chiều dài thực tế của cần là 3m8 nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 10cm ạ. Tại cái điểm miếng đầu bọc kim loại thế này thì nó bị oxy hóa như thế này nha. Thì muối nó bám bẩn rồi này. Các em vệ sinh nó ra, nó bong nhẹ nhẹ thế này. Còn khoen của cần. Thì cái này khoen của cần là khoen Fury cả. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 11 khoen bao gồm cả đầu bút. Cái này thì khá là nhẹ khoen luôn ạ. Tất cả các khoen đều là khoen Fury nha. Cái này thì cứng 50, 50 cái thông số của cần thì dòng này kiểu nó nhận ngọn, nó ngọn ngọn dẻo nha. Dài 39 ạ. Chắc cô cần chắc xoắn vòng thế này. Còn có sờn như là các giống bên trong này có chủ yếu là sờn chứ không có tróc sơn gì đáng kể cả. Kiểu chắc cô cần đang vòng hơi có vẻ hơi dịu, cứng 50 bên dịu nha. 50 bên cần khúc nha mọi người. Cái này nó có vẻ hơi dịu cần. Cái này thì em báo nếu mà xếp vào độ cứng thông thường tầm khoảng là 30 đến 40 thôi nha. 30. Cái này cứng theo độ cứng hiện tại thì tầm khoảng 30 nha mọi người. Tại vì chất tùy vào chất liệu của cần. Và cây số 10 này có chiều dài thực tế của cần là 3m8. Khi rút về còn lại là 97cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 25.5. Nặng 343g. Ngọn có độ lớn là 1.9 ly. Cái này cứng em báo thông số cứng thực tế của cần là khoảng 30 nha. Dao động 30 đến 50 đi. Đấy, tùy vào cái chất của cần. Và cây số 10 này có giá là 800.000. Tiếp đến là cây số 11. Cây 11 ở đây em có là một cây cần của Nissin thế này nha. Cây này thì chất liệu cái vân của cần nhìn khá là đẹp. Nissin là một dòng cần của hàng nội địa nha. Nissin là một thương hiệu khá là nổi tiếng, có sơn thế này nha. Bát vàng, bát Fury, bát vàng thế này. Bát vàng thế này. Vân của cần là họa tiết bên ngoài con caro. Cái này nó bị ngã màu lên một điểm thế này nha. Dài 3m, có độ cứng là 30. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen Fury cả. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8 khoen, bao gồm cả đầu bu. Cái này dòng cần ngọn trắng thế này. Ngoại hình giống bên trong. Cái này phần giống ngọn khá là ok, trài xước khá nhỏ thôi. Cứng 30 bên cần khúc nha. Đây, có trài xước nhỏ. Thì cây số 12 này cây số 11 đây là cây số 11. Cây 11 này dài, chiều dài thực tế của cần là 2m95. Khi rút về còn lại là 70cm. Cây này thì hạ ngọn một khoảng là 5cm nha mọi người. Và cờ gốc có độ lớn là phi 21.6, nặng 200g. Ngọn có độ lớn là 1.8 ly. Cây này cứng 30 thôi, theo thông số của cần. Và cây số 11 này có giá là 750.000 ạ. Tiếp đó là cây số 12. Cây 12 đến cây số 18 là những cây cần ISO khoen nhỏ dành cho khách ta câu cá nhỏ, câu cảm giác, câu thanh, câu giò, câu tráp nhé. Chui của cần đây ạ. Và cây số 12 này là một cây cần của Ruby. Chất của cần là chất sánh vòng, hai da, nổi gân thế này nha. Cây cần của Ruby. Phần gốc thì nó cũng có hơi sờn. Bát của cần là bát vạn Fury thế này. Bát Fury Special. Chất xoắn vòng hai da, nổi gân. Cái giống bên ngoài nó có sờn nha. Cái này hơi sờn nhẹ nhẹ thôi, không có nhiều lắm thôi. Dài 5m3, ngọn số 1. Thì cây số 12 này có chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Cây này hạ ngọn một khoảng là 10cm. Cái điểm này nó hơi có sờn này. Đấy, sờn phần giống bên ngoài. Đấy, có sờn nhỏ. Không có tróc sờn mà chỉ là sờn. Và khoen của cần là khoen Fury, khoen là khoen Fury xích nhé. Bu của cần là bu Fury.
uri thường, còn các khoen khác là khoen furic, có tổng cộng là 2 4 6 8 10 khoen furic và một đầu bofuri thường. Còn loại hình giống bên trong, cái này dạng ngọn mảnh, ngọn số 1 ta câu cảm giác, câu hành, câu giò, câu tráp. Đây điểm này ngọn giống keo ha, keo bận. Đây là giống thứ hai tính từ ngọn tính vào, còn đây là giống thứ ba. Loại hình những cái giống bên trong thì khá là ok, trài xước rất là nhỏ thôi. Những điểm nào nó xài xước nhiều em sẽ cố gắng là view kỹ. Bắt đầu từ giống thứ ba tính từ giống thứ tư, bắt đầu từ giống thứ tư tính từ ngọn tính vào là xoắn vòng hai da nổi gân thế này nha. Tổng cộng là 6 giống. Ba giống đầu tiên là xoắn vòng hai da nổi gân, những giống còn lại là xoắn vòng thường nha, xoắn vòng chìm. Thì cây số 12 này dài 5m2, khi rút về còn lại là 112cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 18.7, nặng là 174g, ngọn có độ lớn là 0.6 ly thôi. Cây này cứng tầm khoảng 2 hát bằng cần tây nha mọi người. Và cây số 12 này cái giá là 1 triệu ạ. Cần xoắn vòng hai da khoen xích. Tiếp đó là cây số 13. Cây 13 đây em có là một cây cần của Daiwa. Ở đây chui của cần đây. Cần là thiết kế kiểu là nó dẹp như thế này nha. Cần đeo cán của cần là nó dẹp hình khối hình chữ nhật thế này. Dòng Daiwa Decrit Power Grip thế này. Cái tem này nó hơi bị đắp nhẹ cái phần bát vặn, chỗ vị trí bát vặn thế này. Cái này là bát vặn, bát của cần là bát vặn. Dài 5m3, ngọn số 1. Thì cái số 12 này cũng có chiều dài thực tế của cần là 5m2. Chắc của cần là chắc xoắn X2 da. Đây có một điểm nó sờn, nó keo phủ bên ngoài thế này. Dòng bao và mét Daiwa, bao và mét. Những dòng này là dòng hàng đời cao nhé. Bao và mét. Đây có điểm tróc này, tróc sơn nhẹ nè. Khoen của cần, cái này khoen của cần là khoen furic cả, cả đầu bu nhé. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10, 12 khoen, bao gồm cả đầu bu. Ngoại hình giống bên trong, cái này cũng dòng là ngọn mảnh, ta câu cảm giác. Cái này ngoại hình những cái giống bên trong thì khá là ok, trài xước rất là nhỏ thôi. Và cũng có ba giống đầu tiên là chất của cần là xoắn X2 da, ba giống đầu tiên xoắn X2 da thế này. Chất xoắn cần khá là đẹp. Cái này thì chỉ có cái giống bên ngoài có một vài điểm nó bị trầy sờn nhẹ, điểm vài điểm lúc mà em có view đây, có điểm này. Một vài điểm nhỏ nhỏ thôi. Với cái lớp tem như này là bông, nó đắt. Còn lại khá là ok. Thì cây số 13 này có chiều dài thực tế của cần cũng là 5m2, bị hạ ngọn một khoảng là 10cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 19. Cây này khi rút về còn lại là 112cm ạ. Nặng là 197g, ngọn có độ lớn là 0.8 ly. Thì cây này cứng tầm khoảng 2 hát đến 2 hát rưỡi bên cần tây nhé. Và cây số 13 này có giá là 1.200.000 ạ. Đó là cây 13. Tiếp đến là cây 14. Cái 14 của em có một cây cũng cần ISO khoen nhỏ. Phần gốc của cần đã được bọc cái mút cao su thế này nhé. Bọc cao su, bát vặn, bát furi. Cái này là một cây cần của Hàn Quốc nha mọi người. Made in Korea đây, cái tên của cần Hàn Quốc. Dài 5m3, ngọn 1.5. Cái này cái lớp keo phủ bóng bên ngoài có vẻ một vài điểm nó bị dính keo bẩn. Nó hơi bong tróc nhỏ nhỏ. Cũng có sờn trời nhỏ. Cái này một những cái điểm đầu nó không được đẹp, nó bị dính cái keo bẩn này. Nó không được đẹp những cái điểm đầu này nha. Và khoen của cần, tất cả các khoen đều là khoen furi cả. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9 khoen, bao gồm cả đầu bu ạ. Ngoại hình giống bên trong thế này. Cái này dài 5m, cây số 14 này có chiều dài thực tế của cần là 5m1 nhé. Cây này hạ ngọn một khoảng là 10cm rồi, 20cm, cây hạ ngọn một khoảng là 20cm nhé. Cái này dính cái keo bẩn nó phần đầu. Có trầy,
giống đây là giống thứ tư, tính từ ngọn tính vào, có sờn xước do kéo giống thế này nha. Kêu đây là giống thứ hai tính từ gốc tính vào, nó có trài xước thế này, giống thứ hai có trài xước nha. Cần của Hàn Quốc thì cây số 14 này dài 5m1, khi rút về còn lại là 112cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.3, nặng 206g. Ngọn có độ lớn là 1.5 ly. Thì cây này cứng tầm cũng khoảng dao động khoảng 2 hecta đến 3 hecta con cần tây nha. Và cây số 14 này có giá là 480.000 ạ. Tiếp đó là cây số 15. Cây 15 ở đây em có một cây cần của Nissin. Cây này dài 5m4. Thì cây này chiều dài thực tế của cần là 5m2 nha. Đài Nissin thì cây này phần gốc của cần nó trài xước cũng tương đối nhiều. Trài xước ra. Nhìn nó không được đẹp cái phần gốc. Tên của cần Nissin, dòng cần hàng nội địa Nhật. Bát của cần là bát gặp Fury như thế này. Thì cây này giống bên ngoài nó cũng có vẻ nó không được bóng lắm. Bởi vì lớp keo phủ bóng lâu ngày nó cũng có vẻ phai nha. Phai màu lớp keo phủ bóng này. Cái keo phủ nó không còn được bóng sáng nữa. Có trài xước với nó bong tróc nhẹ nhẹ. Dài 5m4, ngọn số 1. Thì cây số 15 này có chiều dài thực tế của cần là 5m2. Cây này thì họ hạ ngọn một khoảng là 20cm ạ. Cần của Nissin. Khuyên của cần đây ạ. Có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9 khuyên. Bao gồm cả đầu bu. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả nha. Phần ngọn của cần dạng ngọn mảnh. Ta câu cảm giác thôi nè. Nissin dọn ngọn là dạng ngọn tháp là ngọn đặc nha mọi người. Đặc điểm của cây, những cây Nissin thì nó thường kiểu như ngọn đặc, ngọn tháp. Ngoại hình giống bên trong thì những cây này ngoại hình giống bên trong thì khá là ok hơn giống bên ngoài. Giống bên ngoài thì nó có trài xước. Giống bên trong thì có một vài điểm nó tróc nhẹ nhẹ như này thôi. Sờn nhỏ. Đây là giống này có sờn nhỏ nè. Sờn cũng không có nhiều lắm. Đây điểm này có trong tróc sơn cái này nha mọi người. Tróc sơn những vết sơn mảnh mảnh nữa này. Thì cây này chỉ có giống bên ngoài phần cuối giống ở cuối gốc nó không được đẹp. Còn đây nó cũng có hơi tróc sơn nhỏ. Sơn do kéo giống thế này. Cây số 15. Thì cây 15 này chiều dài thực tế của cần là 5m2, khi rút về còn lại là 102cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22, nặng 200g. Ngọn có độ lớn là 0.9 ly. Thì cây này cứng tầm khoảng là 2 hát rưỡi đến 3 hát nha. 2 hát, tầm 2 hát rưỡi. Thì ngọn là cổ con là ngọn đặc. Và cây số 15 này có giá là 600.000. Tiếp đó là cây số 16. Cây 16 đang có một cây cần của Shimano, dòng Shimano Holiday Spinner. Như thế này, cây này dài 5m4, ngọn số 3. Thì cây số 16 này có chiều dài thực tế của cần là 5m3. Cây này thì hạ ngọn một khoảng là 10cm. Đây ngoại hình phần giống gốc của cần. Giống gốc thì trài xước nhỏ thôi. Cần của Shimano có sờn xước nhé. Và Shimano này được sản xuất ở Indonesia xuất Nhật. Dài 5m3, cây này chiều dài thực tế của cần là 5m3, ngọn số 3 như thế này. Đây, có trài nhẹ này. Khuyên của cần ạ. Cái này khuyên của cần là khuyên Fury, có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 9 khuyên, bao gồm cả đầu bu. Những cái cây cần trong video này chúng ta không có đánh lọc xa bờ được nha mọi người. Đánh là những cây ISO khuyên lớn thì khách ta có thể đánh lọc cần bờ. Và những cây lá, những khách những chọn cây cần khuyên nhỏ và bảo đánh lọc là không đánh được đâu. Ngoại hình giống bên trong thì cũng khá là ok. Cây này thì trài xước khá nhỏ thôi. Đây, giống này có sờn nha, sờn nhẹ nhẹ thế này. Giống thứ hai có sờn thế này nha. Cái này giống thứ hai không được đẹp, giống thứ hai có sờn tương đối nhiều. Dài 5m2. Cái này giống thứ hai có trời có sờn do kéo giống cũng tương đối nhiều thế này nha mọi người. Đấy, giống thứ hai. Thì cây số 16 này dài, chiều dài thực tế của cần là 5m3, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.6, nặng 304g. Ngọn có độ lớn là 1.3 ly. Cây này cứng tầm khoảng là 3 hecta bên cần tây nha.
Và cây số 16 này có giá là 700.000. Cần của Shimano. Tiếp đến là cây số 17. Cây 17 ở đây em có một cây cần của Hàn Quốc xuất Nhật nha. E-cross này. Chua của cần đây. Đây ạ, cây này make in Korea như thế này nha. Cái này thì ngoại hình giống bên ngoài, nó cũng có hơi trầy. Trầy nhỏ nhỏ thôi, cũng không có trầy nhiều lắm, sờn xước. Bát của cần là bát gập Fury FS6. Dài 5m4 ngọn số 2. Thì cây này em đo được là chiều dài thực tế của cần là 5m25. Cái này hạ ngọn một khoảng là 15cm nhé. Có sờn, đây sờn phần cuối giống thế này. Và khuyên của cần. Cái này khuyên của cần là khuyên Fury, có tổng cộng là 2, 4, 6, 8, 10 khuyên bao gồm cả đầu bông. Tất cả các khuyên đều là khuyên Fury cả nhé. Cái này dòng là ngọn khá là mảnh, ngọn 2, nhận mảnh. Đa câu cảm giác. Chất của cần là chất carbon sánh vòng thế này, sánh vòng chìm nhé. Cái này phôi của cần nhìn cũng khá là đẹp. Năm mét 25 ạ. Có sờn giống thứ 3, tính từ góc tính vào có sờn nhẹ. Đây. Sờn nhẹ thế này. Thì cây số 17 này dài 5m25, khi rút về còn lại là 100cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 19.8, nặng 277g. Ngọn có độ lớn là 1 ly. Cây này thì cứng tầm khoảng 2h đến 2h rưỡi thôi nha. Dạ, ngọn cao, ngọn dẻo thế này. Và cây số 17 này có giá là 600.000. Tiếp đó là cây số 18, cây cuối cùng. Cây 18 ở đây em có một cây cần của hàng Trung xuất Nhật nha mọi người. Cây cần gớt thế này. Bát là bát hãng, bát gặp bát hãng. Cần của Trung Quốc xuất Nhật, made in China thế này. Dài 3m3. Ngọn số 2 thì cây này có chiều dài thực tế của cần là 2m95. Cây này thì cũng hạ ngọn một khoảng khá là nhiều. Cây này em đo được là 2m95 nha. Hạ ngọn 35cm, hình giờ cây này ngọn khá là đanh ngọn luôn nè. Ngọn lớn. Khuyên của cần, cây này khuyên là khuyên hãng. Cây hãng này. Đấy, cây này hạ ngọn một khoảng khá nhiều nên giờ ngọn ngắn với nó cứng với ngọn thế này nha. Ngoại hình bên trong thì khá là sáng đẹp, trời sáng khá nhỏ thôi. Và cây số 18 này dài là 2m95, khi rút về còn lại là 95cm ạ. Gốc thì có độ lớn là phi 22.4, nặng là 144g ạ. Và ngọn có độ lớn là 2.3 ly. Cây này cứng tầm 4-5h nha, 4-5h. Dặn mà bị hạ ngọn một khoảng tương đối rồi. Và cây số 18 này có giá là 280.000 ạ. Và em mới vừa giới thiệu xong logo gồm có là 18 cây cần của mình. Mọi chi tiết xin liên hệ với số điện thoại là 0974088309. Em xin cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người ạ.